70 năm trước, sau một thời gian huấn luyện tại quân khu 4, cuối tháng 4 năm 1954, đơn vị của ông Ngô Xuân Hoàn được lệnh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông hăng hải và sục sôi ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nhưng đang trên đường hành quân thì nghe tin chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi hoàn toàn và đơn vị ông chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khác. Cũng vào tháng 10 năm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thăm tỉnh Nghệ An và quân khu 4. Tại nhà máy Tràng Thi ở thành phố Vinh, ông Ngô Xuân Hoàn đã vinh dự được gặp Đại tướng. Với ông, đó là một kỷ niệm rất khó quên khi được gặp trực tiếp vị tướng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Miệng là sướng như sung sướng chết. Cậu ông với cha mẹ miệng mình chỉ mà gặp được. Ấy đây mình chỉ mà gặp được. Mắt tay bạc là bạc vui vẻ lắm. Chào, mà hồi ấy là bạc rất còn trẻ lắm. Rất còn trẻ. Khi bạc đội một cối, bạc chơi tay chào. Tôi chào bạc trước. Thì bạc chào sau, thì bắt tay chủ. Mong chủ sức khỏe nghe. Bạc nói rất dài dàng, cảm xúc trong người luôn, thoải mái. Đó là những ngày mà chúng tôi vinh dự sung sướng nhất trong đời người. Chứ miệng có chết sung sướng rồi, vinh dự nhất. Gặp bạc là sướng quá, gọi như vậy. Được gặp Tổng Tư lệnh của chiến dịch Điện Biên Phủ là niềm vui, sự may mắn với ông. Cũng từ đó, dậy lên trong ông Ngô Xuân Hoàn tinh thần cống hiến, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà cách mạng cần. Và hôm nay, trong mỗi câu chuyện kể với đồng đội, ông Hoàn luôn tự hào chia sẻ về kỷ niệm không thể quên của 70 năm trước. Từ dưới dòng Bạc Hồ cho đến dòng Giáp là chúng người luôn luôn là chúng người là luôn luôn là dùng cái sức mạnh để chiến đấu mình đang mà lấy được dân độc lập tự do cho đất nước. Chúng người luôn luôn là một lòng một dạ là chiến đấu đến cùng, đi đến cùng, dù có hy sinh nữa cũng phải đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân cả Việt Nam. Kháng chiến chống Pháp và chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa ghi dấu sự anh dũng của lớp lớp thế hệ thanh niên chiến sĩ tham gia chiến đấu đẩy đuổi quân xâm lược. Tròn 70 năm đã trôi qua, những thanh niên thời ấy bây giờ tuổi hầu hết trên 90, nhưng những ký ức về một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong lòng những cựu chiến binh như ông Ngô Xuân Hoàn.